được nghiêng nghiêng. Tuổi ấu thơ ta lớn lên ở đó, cây muống xanh quả bông cuốn chín đỏ, đầu cầu thang ngồi đón mẹ về. Chúng mình lớn rồi, tính tàu gió xây, cùng hát then cho bóng tay bẹn lên. Mãi cách xa anh ra đi bộ đội, đầu cầu thang dấu chân anh vẫn Vâng, em chào các bác nhé. Đây, loa kéo em vừa về. Đây, nhãn hiệu Jumbo nhé. Vừa rồi các bác vừa được nghe hai đoạn của một đoạn remix và một đoạn nhạc là hát thông thường của ca sĩ. Đây, em giới thiệu cho các bác dòng loa Jumbo nhà em vừa về. Đây, em kinh bán đợt này hàng vừa về đây. Đây gồm có Jumbo Bass 30, Jumbo Bass 30 đôi, tức là 2 bát 30 và Jumbo bát 40. Đây, bây giờ em sẽ giới thiệu sơ qua về dòng loa kéo này cho các bác tham khảo nhé. Đây, rồi sau đấy em sẽ có chi tiết cho từng loa một, từng video một. Các bác ấn like và ấn đăng ký kênh để theo dõi nhé. Đây, đây là loa Jumbo bát 30 đôi, gồm có 2 bát 30 này và hai chiếc kèn này. Đây, đây là bảng mạch nhé, bảng mạch của loa Jumbo này cực gấu luôn đấy. Đây này, riêng nhìn đây có đề đường vào dùng đường dây đây, và có thể tải thêm loa khác này. Đây, thế thì loa rất là gấu đấy. Chế độ của loa này gồm sẽ có các chế độ là đường dây. Đây, em sẽ tắt đi cho các bác xem. Đây, mở lên cho các bác xem để các bác dễ hình dung. Đây, thứ nhất là đường dây AUX là cắm ở đây. Thứ hai, Bluetooth kết nối tương thích tất cả các dòng điện thoại Android và iOS nhé. Và thứ ba, đài FM. Đài FM có anten đây. Còn tùy vị trí địa lý nhé. Ví dụ như ở chỗ em thì sẽ không bắt được đài FM, thành ra cái này sẽ không dùng đến. Tức là các bác mà ấy ở dưới thì có thể bắt được thoải mái, thì các bác có thể dùng thêm chế độ đài FM. Đấy. Đây. Đấy, còn có chế độ dùng thẻ USB này. Thẻ nhớ này. Đây là volume tổng của loa nhé. Đây là check, đây là bass. Vừa rồi các bác nghe nhạc em vẫn đang để đây. Đây, em vẫn đang để nguyên này. Đây là mic, độ trễ của mic, mic delay này. Độ trễ của đây, độ vang của mic này, mic check, mic bass, volume mic. Đây, em giới thiệu sơ qua này. Và guitar một, có thể cắm thêm hai mic có dây hoặc hai bộ mic không dây vào đây, guitar vào đây. Cái này là ưu tiên đường mic, tức là các bác mà ấn vào thì khi các bác nói nhạc sẽ tạm dừng hết, khi bác dừng nhạc sẽ chạy tiếp, thì các bác nhả ra thì sẽ là vừa nói vừa có nhạc nhé. Cái này là có thể dùng được acquy 12V đấu vào đây, trong trường hợp là chuẩn bị hết pin mà các bác không có điện 220, điện 220 đấu đường này. Mà có một điều rất là hay của loa này, em đã test nhưng em chưa cho cạn hết acquy đâu. Em chạy 2 ngày, mỗi ngày khoảng gần 8 tiếng, khoảng 7 tiếng hơn. Thì cái này đi mất 2 vạch với loa to này, tức là sẽ giảm 2 vạch. Tức là dung lượng của acquy này sẽ được từ 12 đến 18 tiếng. Đi hai vạch thì em đã sạc, em không cho cạn hết, vì acquy nếu mà cho cạn hết thì nó sẽ không bền. Đấy, em nhắc luôn các bác, thành ra khi các bác sử dụng các bác để ý nhé. Đấy. Còn đây là mic của loa đây. Mic chống hú cực tốt nhé. Đây, đây là mic. Em sẽ test riêng, em sẽ làm riêng từng clip một về từng loa một cho các bác xem.
đây là mic nhé. Đấy, đây gồm có, đây là lỗ này có thể để được mic này, lỗ này để được, nhưng lỗ này họ kết hợp lỗ thông hơi, thành ra khi để mic nó sẽ xuống xít, xuống sát nhé. Đấy, đây có lỗ bát 40. Còn đây là loa bát 30, cái này phù hợp cho các bác kéo đi lại thoải mái này. Cái này nó nặng 30 cân đấy. Còn cái bát đôi kia là nặng khoảng 50 cân, hợp với các bác di chuyển ở những phạm vi nó vừa vừa hoặc những đường băng. Còn như cái này thì các bác xách đi thoải mái này. Bảng mạch của nó đây, em giới thiệu với các bác đây. Đây bảng mạch của 30. Em giới thiệu sơ qua thôi để các bác biết. Chế độ vẫn thế, vẫn gồm có AUX, tức là đường dây ấy, đường Bluetooth và FM. Ngoài ra có hai cổng USB, một cổng thẻ nhớ. Cái bát đôi 30 chỉ có một thôi nhé. Đây là đường dây vào này. Đây, các nút đều như nhau cả. Đây là volume này, volume, check, bát, echo, mic, von. Tức là cái này sẽ thiếu đi cái mic delay. Cái này là guitar. Đây, đây vẫn tất cả bảng mạch chỉ thiếu mỗi cái mic delay. Đây là của cái bát 30 nhé. Đây, đây là hộp phụ kiện của bát 30. Đây, đây là phụ kiện này. Mình có hai mic không dây, dây nguồn, remote và giấy bảo hành. Cái này em sẽ quay chi tiết sau nhé, không clip nó sẽ khá là dài. Còn đây là của bát 40. Đây, bát 40. Đây các bác xem thiết kế của bảng mạch nó sẽ là đây, vẫn các chế độ như nhau cả, gồm có đây là check này, à đây là volume tổng này, đây là check này, bát này, mic delay, mic echo, đấy gồm có cả mic check, mic bát, âm lượng mic và guitar. Đấy, đây rồi, cái này có thể sử dụng được đến hai mic có dây hoặc hai bộ mic không dây, các bác cắm vào đây chạy thoải mái, vẫn tải ra được những loa khác nhé, dùng đường vào đây hoặc là dùng Bluetooth và tải ra các loa khác thoải mái. Đây là đường ắc quy, đây công tắc nguồn đây, các bác có thể vừa sạc vừa nghe hoặc các bác sạc đầy các bác nghe, đấy là tùy các bác, miễn là đừng để cạn hết pin, cạn hết sạch thì nó sẽ hại ắc quy. Còn không ắc quy dòng này rất là gấu, em thấy ắc quy dòng gấu lắm, những dòng khác chỉ được 6 đến 8 tiếng, dòng này được khoảng từ 12 đến 18 tiếng cơ. Như đấy, như em chạy em test 2 ngày cứ mở từ sáng đến chiều khoảng hơn 7 tiếng. Vì có những lúc là em có khách vào thì em giảm loa đi một chút, thì nghe 2 ngày như thế thì là mới hết có 2 vạch với cái loa to đấy. Còn loa này hoặc loa 30 kia chỉ hết có, còn chưa thấy 2 vạch, vì mới hết một vạch được khoảng một lúc lâu sau là em bắt đầu em sạc. Thông thường là các bác cứ để còn một vạch các bác sạc nhé. Đây vẻ ngoài của bát 40 đây, nó nhìn rất là đẹp. Sẽ gồm có một bát 40, một chung và một tép. Đấy, một tép, một check ấy. Đấy nhá. Loa nghe rất là hay. Trong phân khúc loa kéo loa nghe hay lắm. Em sẽ báo giá bát 30, giá là 3.400.000. Bát 40, giá là 4.800.000. Và bát đôi 30 giá là 7.400.000. Giá trên chưa bao gồm phí ship. Nếu các bác lấy, các bác inbox cho em, cái này là phải cọc thì em mới gửi được hàng nhé, vì hàng này rất là lớn. Nếu mà em gửi mà các bác không cọc cho em khoảng một chút, khoảng 500.000 cũng được. Vì nếu không em chuyển đi rồi ấy, lại em cũng hay thấy các bác ca thán nhiều lắm là chuyển đi các bác không nhận hàng, rồi chuyển lại là em bị chịu tiền đấy, mà trong khi đó do các bác à, các bác không nhận. Thế nên em thông báo trước là như thế. Đấy, bảo hành 1 năm nhá. Có các điểm bảo hành trên toàn quốc, hoặc có vấn đề gì các bác thì bao game em hướng dẫn lại nhá. Đấy, vâng. Đấy, chẳng có hàng nào bảo hành 1 năm, có mỗi hàng loa này. Có cửa hàng có các điểm bảo hành trên toàn quốc thì mới bảo hành được 1 năm. Đấy, đấy em. Vâng. Có các bác vui lòng ấn đăng ký kênh, subscribe, like, chia sẻ giúp em.
nhé. Em sẽ không bao được tiền ship, tất cả ship em không bao được, mà em chỉ hỗ trợ được là 150.000 tiền ship đối với các sản phẩm này. Do là bán online thì em đấy là em sẽ có chương trình hỗ trợ được tiền ship như thế với loa kéo. Tức là như cái loa 30, bát 30 đấy sẽ vào khoảng 30 cân. Bát đôi này vào khoảng 50 cân. Đấy thì em sẽ hỗ trợ được khoảng từ 100 đến 150.000 tiền ship. Em cảm ơn các bác. Em sẽ có chi tiết riêng cho từng loa một, test riêng tiếng từng loa một cho các bác nghe. Các bác có gì cứ alo liên hệ em. Số điện thoại em là 0972829599 hoặc 0814538658. Số điện thoại của em có cả Zalo, Facebook, tí em sẽ đính kèm trên video. Em cảm ơn các bác.